Các bạn anh em đã đến với kênh Hương Giang Audio. Ngày hôm nay em sẽ làm một cái video hướng dẫn cho các bác và anh em dò điểm hú để cắt bỏ những cái điểm hú hít ở trên con vang Chem 3 mã V3 này. Thì em làm một cái video này thì bác nào có những con vang nó có những giải equalizer và cắt giải tần giống con vang V3 này, hoặc là X3, X5, X6, X7, X8, X12 đều cắt được điểm hú các bác nhé. Không cần phải can thiệp bằng máy tính, các bác có thể là xem video này và tự mình cắt được bằng tay, dò điểm hú và cắt bỏ nó đi. Đấy thì em sẽ hướng dẫn cho các bác và anh em. Đầu tiên thì con vang này các bác bấm vào mic để tìm đến cái giải FBX để các bác tắt bỏ cái chế độ trung hú đi. Con này thì on là bật chế độ trung hú này, còn F là tắt chế độ trung hú. Rồi xong các bác tìm đến cái phần đầu tiên là phần mic low cut. Đây em đang để là 80Hz. Thì con vang này giải bát của nó từ 80Hz trở lên nó sẽ hoạt động, còn dưới 80Hz đổ xuống thì nó sẽ cắt bỏ đi các bác nhé. Và bắt đầu vào giải equalizer. Đấy. Giải equalizer thì cái giải 60 cần equalizer số 1 này, và giải là 60Hz là nó sẽ không hoạt động. Thì các bác dành cái giải cần số 1 này làm cái giải để dò điểm hú cho tất cả các giải, từ giải 2, giải 3, giải 4, giải 5, 6 đến giải 13. Thì đây sang giải 2 thì bắt đầu con vang này nó hoạt động ở giải 95Hz các bác nhé, 95Hz. Và giải 13 là giải cuối cùng, là giải 16.020Hz. Đấy. Thì bây giờ em lấy cái giải đầu tiên là giải số 1 để em làm cái giải cắt hú, tìm điểm rú rít để em cắt bỏ đi. Thì 60Hz này là cắt giải tần cho cần equalizer số 1. Q tức là độ vãng các bác nhá. Bây giờ em sẽ đưa xuống cái Q. Đấy, cái mũi tin chỉ Q rồi thì các bác tăng cái Q này lên. Thì các bác để ở cái Q mà ở 0.0 chẳng hạn, 0.0 như này. Đấy. Thì là độ vãng của nó như thế này các bác nhá. Độ vãng như này. Còn các bác để lên Q là 10.0 là cái độ vãng của các cần là như thế này các bác nhé. Đấy, để các bác dò điểm hú như này. Và cuối cùng là sang giải gain, các bác bấm sang giải gain và tăng cái giải gain này hết cỡ lên, tăng hết cỡ lên. Đấy, tăng hết cỡ, tăng lên cộng 12 decibel là tăng hết cỡ. Đấy là tăng hết cỡ cái giải equalizer số 1. Trong một cần equalizer số, trong một cần equalizer, đây là cần số 1 thì nó sẽ có 3 cái để các bác tinh chỉnh, như là vang số X5, X6 đều có 60Hz tức là cắt giải tần, và Q tức là xa gần tính độ vãng của giải equalizer, và gain tức là tăng giảm cái cần equalizer số 1 các bác nhé. Thì đây em đang để ở chế độ là cộng 12 decibel, tức là cái cần số này em tăng lên là cao nhất. Và bây giờ em sẽ dò điểm hú. Dò điểm hú. Đấy. Vì con vang này em đã tắt bỏ trung hú rồi, để dò trung hú cho nó chuẩn các bác nhé. 1, 2, lên 6, 7, lên. Đấy, và bây giờ các bác đưa cái mũi tên của con vang này lên đứng ở cái đầu số là 60Hz này, rồi các bác tăng dần lên để tìm điểm rú. Bắt đầu có tăng điểm ù và điểm rú. Đấy, bắt đầu nó ù. Một tay em cầm máy, một tay cầm mic thì nó hơi khó các bác nhá. Lên. 1 2 lên. 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 Thì cái điểm ù mạnh nhất trên con vang này nó là giải 230Hz. Thì các bác quay về cái mũi tên về cái đầu số 1 này để các bác
tìm đến cái giải 230Hz rồi các bác giảm xuống này. Đấy, chẳng hạn là cái điểm hú của con vang này nó đang nằm ở chế độ là 230Hz thì các bác tìm đến cần số 5 rồi các bác đưa cái mũi tên xuống cái gain này để các bác cắt bớt nó xuống. Đấy, cắt gain xuống. Khi mà các bác vừa cắt vừa alo để làm sao cho cái điểm hú nó hết đi. Lần 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 1 2 lần 6 7 lần 1 2 lần 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 6 7 lần lần 1 2. Và bây giờ các bác cắt ở cái giải số 5 này được rồi, rồi các bác lại tìm đến cần số 1 để các bác cắt tiếp. Rồi các bác lại cắt tiếp, cắt vừa alo. Lần 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 một hai hai lần 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 lần. Đấy, và cái điểm hú tiếp là cái điểm hú là giải là 1089Hz thì các bác tìm cái cần equalizer mà tương ứng với cái số là 1089Hz này để các bác cắt bỏ nó xuống, cắt bỏ xuống cho nó bớt rú rít đi này. Đấy. Đây các bác để ý nhá, cái điểm rú rít này nó đang đánh dấu là 1098Hz thì các bác tìm xem cái giải nào. Đấy thì nó tương ứng với cái giải là cần số 7 là giải 12.300Hz. Đấy, hoặc là các bác đưa về cái giải tần này là 11.000. Cho về 11.000 đi. Đấy. Thì bắt đầu các bác đưa cái mũi tên này xuống cái phần gain của cần equalizer số 7 để các bác cắt xuống, cắt đi. Đấy. Và các bác vừa cắt vừa alo làm sao cho nó hết cái điểm rít đi. Lần 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 1 2 2 lần lần. Đấy, cái điểm rít ở cái cần số 7 này đã hết các bác nhé. Rồi các bác lại tiếp tục cho cái mũi tên về cái cần equalizer số 1 để các bác lại tiếp tục dò điểm hú. Đấy. Tiếp tục dò. Lần 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 lần. Đấy, cái điểm ở cái giải là 1788Hz rú rất mạnh các bác nhé. Bây giờ các bác lại tìm đến cái giải tần là 1788Hz. Đây, cái điểm rú đang là 1788Hz. Rồi các bác tìm nha nào. Đấy, nó là cần equalizer số 8 các bác nhé. Cần equalizer số 8 thì các bác muốn cắt
bớt cái điểm rít của cần số 8 này đi thì các bác bấm cái mũi tên cho xuống cái giải gain này. Đấy, để các bác vừa cắt vừa alo làm sao cho nó hết điểm rít đi. Lên, 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 một, hai, lên, lên, lên. Đấy, đấy là cắt cái điểm rít của cần số 8 đã xong. Rồi các bác lại tiếp tục về cần số 1 để các bác dò tiếp điểm hú tiếp theo. Lên, 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 một, hai, hai, lên, 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 một, hai, lên, 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 một, hai, lên, 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 một, hai, lên, 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 một, hai, lên, 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 lên. Đấy thì em dò từ cái giải 60Hz đến cái giải là 16.150Hz. Thì những cái điểm rít hoặc điểm ù mic thì em đã hướng dẫn cho các bác và anh em cắt bỏ rồi đấy. Thì cái video này em làm hướng dẫn cho các bác và anh em thì một tay cầm máy điện thoại, một tay cầm mic, nên là nó cũng chưa được chi tiết. Nhưng mà các bác xem qua để các bác hiểu. Thì các bác dùng những con vang mà nó có HZ này, đấy, tức là cắt giải tần cho cần equalizer, và Q là độ võng, và gain là tăng giảm của giải giải tần giải cần equalizer, thì các bác cắt được điểm rú rít trực tiếp ở trên con vang này, chứ không cần phải là các bác cắm máy tính vào để các bác cắt tìm điểm rú các bác nhé. Đấy, các bác chỉ cần xem video này thì các bác hiểu là cách tìm điểm rú ở trên những cái dòng vang nó có những cái tích hợp những cái giải equalizer như thế này các bác này. Đấy, thì chiều nay rất nhiều các bác và anh em đã đặt con vang Chamba VK3 này bên em với giá tiền là 1.350.000 bao ship các bác nhé. Thì con vang này nó rất hay, các bác hát gia đình rất ok, với giá tiền cực kỳ hợp lý, 1.350.000 bên em bao ship. Rồi thì cái video này em chia sẻ và hướng dẫn cho các bác thì còn thiếu sót ở đâu, mong các bác và anh em thông cảm. Thì có thể là comment ở dưới để em sẽ cải thiện và hoàn thiện cái bước chia sẻ tiếp theo cho các bác và anh em. Rồi em cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video. Chào tạm biệt các bác.